Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng mang tựa đề Cô gái và gã khổng lồ. Phim kể về một cô gái tình cờ phát hiện mình có khả năng điều khiển một con quái vật khổng lồ. Không để các bạn đợi lâu nữa, cùng xem phim nhé! Gloria là một cô nàng hay say xỉn, thường xuyên tiệc tùng thâu đêm với bạn bè. Sáng hôm đó, cô ta quay về nhà và đã có một trận cãi nhau với Tim, bạn trai của mình. Tim vì không chịu nổi những thói xấu của Gloria đã quyết định đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cực chẳng đã, Gloria đành quay lại thị trấn nơi cô và gia đình từng sống lúc nhỏ. Căn nhà khi xưa giờ đã vô cùng nhếch nhác. Sau nhiều năm không có người ở, bụi bám đầy sàn nhà, lá cây rơi vãi ngập hồ bơi. Mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra, Gloria đã thiếp đi lúc nào không hay. Ngày hôm sau, cô ta ghé một cửa hàng tạp hóa để mua nệm. Do mới chuyển tới nên Gloria không có xe, vì thế cô ta đành phải cuốc bộ một quãng đường khá xa. Gloria mệt mỏi băng qua bãi đất ở công viên, nhưng cô ta không hề hay biết rằng hành động của mình đã gây ra một thảm họa vô cùng khủng khiếp. Gloria tỉnh lại một lần nữa sau khi ngủ quên, cô nhận được một cuộc gọi từ chị gái mình thông báo rằng có một con quái vật khổng lồ đã tấn công thành phố Seoul. Sự việc có vẻ rất nghiêm trọng khiến mọi người tập trung ở quán bar và theo dõi tình hình. Tại đây còn có Oscar, chủ quán và là một người bạn tiểu học của Gloria. Thông qua màn hình TV, sự tàn phá của quái vật đã ở mức độ báo động khiến Liên Hợp Quốc phải kêu gọi sự trợ giúp từ các nước khác. Ngày hôm sau, Gloria lang thang tại bãi đất ở công viên và gọi điện thoại cho người bạn trai Tim để xin lỗi. Nhưng hai người chỉ nói chuyện được vài phút thì anh ta bận công việc nên đã cúp máy. Gloria bực tức ném điện thoại của mình xuống đất. Sau đó cô ta về nhà và bơm nệm hơi lên, nhưng lại một lần nữa ngủ quên. Có vẻ như chứng nghiện rượu đã khiến đầu óc của Gloria không được ổn định. Một lúc sau thì Oscar tới đánh thức cô dậy. Anh ta mang đến một chiếc TV cỡ lớn. Oscar hỏi thăm Gloria được vài câu rồi bắt đầu kể về sự kỳ lạ của con quái vật. Nó vẫn tiếp tục xuất hiện vào đúng 8 giờ 5 phút như những ngày trước. Báo chí cũng đăng tải hình ảnh của quái vật chụp được cách đây 25 năm. Nhưng thời điểm đó, mọi người nghĩ đây chỉ là trò đùa, cho đến khi nó trở lại một lần nữa. Do vẫn chưa có việc, Gloria đành xin vào quán của Oscar để làm phục vụ. Tại đây, cô tình cờ xem lại đoạn video về con quái vật và phát hiện hành động của nó giống y như lúc mình nghe điện thoại ở bãi đất công viên. Cảm thấy có gì đó sai sai, Gloria sau khi về nhà đã lên mạng kiểm tra những đoạn phim khác của con quái vật. Lần này, cô ta thấy hành động của nó 2 ngày trước giống như lúc cô ta đang vác đồ vậy. Gloria ngay lập tức ra công viên để kiểm tra. Cô ta canh đúng 8 giờ 5 phút sáng và bắt đầu đứng giữa bãi đất trống, giơ hai tay lên trời. Sau đó Gloria về nhà bật TV lên, bàng hoàng nhận ra rằng con quái vật cũng giơ hai tay lên trời. Cô ta liền tới quán bar và kể lại sự việc cho Oscar và bạn anh ta là Joel Vargas. Ngày hôm sau, họ di chuyển ra bãi đất công viên và bắt đầu thực hiện thí nghiệm. Oscar và những người kia sẽ lên mạng để xem, trong khi Gloria đứng và liên tục làm các hành động nhảy múa. Khi thấy được sự trùng hợp này, ba người đàn ông cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bỗng một máy bay phóng tên lửa về con quái vật khiến Gloria cảm thấy đau nhói ở xương sườn. Cô ta cua tay múa chân, vô tình đập trúng một chiếc trực thăng khiến nó nổ tung. Oscar tò mò lại gần và hỏi Gloria chuyện quái gì đang xảy ra, khiến cô ta giật mình trượt chân té xuống đất ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, Gloria biết rằng mình đã gây ra một sự cố khủng khiếp. Oscar đến an ủi cô, nhưng Gloria vẫn tiếp tục tự trách mình và khóc nức nở. Oscar chạy theo và đưa cho Gloria xem tin tức trên báo. Hóa ra, bên cạnh con quái vật đã xuất hiện thêm một con robot khổng lồ khác. Gloria nhận ra sự có mặt của Oscar trong bãi đất trống chính là hiện thân của con robot này. Tin tức giờ đây tràn ngập trên các phương tiện truyền thông khiến Oscar và Gloria cảm thấy vô cùng bối rối. Sự việc kỳ lạ này chỉ xảy ra với hai người họ, cũng như chỉ kéo dài có vài phút. Gloria chợt nhớ tới lần xuất hiện của quái vật khổng lồ cách đây 25 năm trước. Sáng hôm đó, cô cùng với Oscar đi bộ tới trạm xe buýt và băng qua bãi đất này vào lúc 8 giờ 5 phút sáng. Nhưng họ nhận ra, dù có kể câu chuyện này thì cũng chẳng có ai tin. Sáng hôm sau, Gloria bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô cùng Oscar tới bãi đất và bắt đầu hóa thân vào quái vật. Dù một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, Gloria viết lên mặt đất dòng chữ rằng cô ta muốn xin lỗi và hứa sẽ không xuất hiện nữa. Sự việc kỳ lạ này khiến giới truyền thông như nổ tung. Họ vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi chứng kiến một con quái vật biết viết tiếng Hàn. Gloria cũng trở nên vui vẻ hơn thường ngày. Sau đó cô ta về nhà của Joe, một anh chàng đẹp trai và là bạn của Oscar. Cả hai đã có một đêm cực kỳ đáng nhớ. Sáng hôm sau, Gloria tỉnh dậy và tình cờ phát hiện trên TV con khổng lồ đang đứng làm trò ở đường phố Seoul. Biết rằng Oscar đã tái máy tay chân, cô ta liền chạy ngay tới bãi đất trống. Nhưng khi thấy Gloria đi cùng Joe, Oscar cảm thấy không vui. Gloria liền yêu cầu anh ta rời khỏi đây, nhưng Oscar nói rằng mình chỉ muốn thử nghiệm. Gloria không còn cách nào khác, liền bước vào trong và tát anh ta một phát. Oscar cảm thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, liền bước ra ngoài. Chứng kiến con quái vật thị uy với robot khổng lồ, người dân cảm thấy vô cùng hào hứng. Họ thậm chí còn chế một đoạn video khiến nó trở nên cực hot trên mạng xã hội. Nhưng Gloria cảm thấy không vui về điều này.
cô ta cho rằng trò đùa của Oscar quá nguy hiểm cho tính mạng của người dân tại Seoul. Sau khi quán bar đóng cửa, họ ngồi lại nói chuyện với nhau như mọi khi. Oscar lúc này đã quá say và bắt đầu cà khịa những người khác. Anh ta chửi người bạn thân Gates là kẻ nghiện ngập, khiến Gates tức giận bỏ đi. Nhưng mục tiêu chính của Oscar thực sự là Gloria. Có lẽ do ghen tức vì phát hiện cô qua lại với Joe, Oscar đã buông ra những lời vô cùng khó nghe. Anh ta còn ép Gloria uống bia, mặc cho cô đã cố gắng cai được một tuần. Gloria tất nhiên không nghe lời, khiến Oscar bực tức bỏ ra ngoài. Khi Gloria đuổi theo, hắn đã lớn tiếng chửi bới và đe dọa sẽ phản nát mọi thứ vào ngày mai. Sáng hôm sau, Gloria vì sợ Oscar làm bậy nên đã chạy ra bãi đất trống. Tại đây, họ lại tiếp tục vật lộn với nhau khiến quái vật và robot khổng lồ cũng làm điều tương tự. May thay, khi Oscar vật Gloria ngã xuống, thời gian đã hết. Gloria tuyên bố sẽ nghỉ làm ở quán bar, nhưng Oscar vẫn không đồng ý. Hắn nói rằng nếu cô ta nghỉ việc, hắn sẽ quay lại để phá hủy thành phố Seoul lần nữa. Vài tiếng đồng hồ sau, anh chàng đẹp trai Joe tới gặp Gloria. Hóa ra, Oscar nhờ Joe truyền lời rằng anh ta muốn xin lỗi cũng như gửi tặng cô ấy một số đồ nội thất. Gloria vội vàng chạy tới chỗ Oscar để tìm hiểu thêm hắn thực sự muốn gì. Nhưng lần này, Oscar có vẻ thành tâm. Hắn nói rằng chỉ vì quá sai nên đã có những hành động điên rồ, cũng như hứa sẽ không lặp lại sai lầm một lần nào nữa. Gloria sau một hồi lặng im đã quyết định sẽ tin tưởng Oscar. Khi về nhà, cô nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ là Tim. Hóa ra, anh ta đã tới thị trấn này và nói rằng mình đang đi công tác. Nhưng sau một hồi nói chuyện, Tim thừa nhận mình tới đây tìm Gloria vì nhớ cô và mong cả hai sẽ quay lại. Họ sau đó tới quán bar nơi Gloria làm việc và gặp Oscar. Khi thấy điều này, cơn điên trong người Oscar lại trỗi dậy. Hắn đuổi hết khách ra khỏi quán, rồi lấy một viên pháo hoa ra đốt, khiến tia lửa lan ra đồ đạc trong quán bốc cháy. Tim nắm tay Gloria bỏ chạy, nhưng Oscar đã hù dọa khiến cô ta sợ hắn sẽ tiếp tục nhập vai vào robot khổng lồ và quậy phá. Gloria vì vậy đã không thể bỏ đi cùng Tim. Anh ta vì thế đã rất thất vọng và rời khỏi đây. Vài giờ sau đó, sau khi dập xong đám cháy, Gloria buồn bã đi dạo trong công viên. Cô ta lặng lẽ nhìn về phía bãi đất và tự hỏi nên làm gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Gloria liền về nhà. Bất ngờ thay, Oscar đã ngồi trong phòng từ lúc nào không hay, khiến cô giật mình hốt hoảng. Hóa ra, hắn tới đây canh chừng và không muốn Gloria bỏ đi. Cô ta ngồi xuống nói chuyện với Oscar và chợt nhớ về thời điểm cách đây 25 năm. Lúc đó, cả hai còn là những đứa trẻ và đang đi trong rừng, vốn là nơi được cải tạo thành bãi đất công viên sau này. Oscar vì thấy mô hình giấy của Gloria về thành phố Seoul đẹp hơn của mình, liền dùng chân đạp nó nát bét. Gloria thấy vậy đã rất tức giận, vô tình tạo ra một tia sét đánh xuống khiến cả hai ngất xỉu. Hai món đồ chơi là quái vật và robot cũng rơi xuống đất. Có lẽ vì vậy mà những sự việc kỳ lạ đã xảy ra sau này. Lúc này, tiếng còi báo động trên TV vang lên. Hóa ra đã sắp đến 8 giờ 5 phút, thời điểm có thể thao túng robot khổng lồ. Gloria liền dùng ghế phang thẳng vào người Oscar để ngăn cản hắn lại. Nhưng mục đích của Oscar không phải để đánh nhau. Hắn nhân cơ hội chạy trốn và nhảy qua cửa sổ, rơi xuống hồ bơi. Khi Gloria chạy ra, Oscar đã leo qua hàng rào bỏ trốn. Biết rằng hắn sẽ tới bãi đất trống ở công viên, Gloria lao hết tốc lực ra đó. Cả hai tiếp tục đánh nhau, nhưng lần này Oscar đã không nương tay. Hắn đánh cô ta ngã xuống đất và bắt đầu dùng chân đạp liên tục xuống dưới. Robot khổng lồ cũng làm điều tương tự ở thành phố Seoul. Gloria cảm thấy vô cùng đau khổ và bật khóc. Cô quay về nhà với đôi mắt sưng lên vì bị đánh. Nhưng khi nhìn vào bản đồ, Gloria bỗng nảy ra một ý. Cô ta ngay lập tức ra sân bay và di chuyển đến Seoul. Lúc này ở Mỹ là 8 giờ sáng, Oscar đợi sẵn tại bãi đất trống và tiếp tục công việc phá hủy mọi thứ của mình. Robot khổng lồ bắt đầu xuất hiện sau những tia sét. Người dân Seoul hoảng loạn bỏ chạy. Khi nó chuẩn bị giơ chân lên đạp một cậu bé, thì bỗng nhiên Oscar cảm nhận sự rung lắc dữ dội tại nơi hắn đang đứng. Tiếng động ngày một rõ hơn khiến hắn hoảng sợ lùi lại. Quái vật khổng lồ sừng sững bước tới, làm cho Oscar há hốc mồm ngạc nhiên. Hóa ra Gloria hiểu được nguyên lý hoạt động của mọi việc. Nếu cô ta tới Seoul, quái vật sẽ xuất hiện ở chiều ngược lại. Khi thấy robot bỏ chạy, Gloria biết Oscar muốn trốn thoát, liền lao người tới tóm hắn ta rồi giơ lên cao. Robot khổng lồ cũng lơ lửng trên không. Oscar liên tục van xin nhưng đã quá muộn. Gloria hét lên một tiếng khiến hắn khóc lóc trong sợ hãi. Cuối cùng, cô ta quăng Oscar ra xa. Robot khổng lồ cũng theo đó bay khỏi nơi đây và tan xác. Lời nguyền đã được hóa giải. Người dân ở Seoul hò reo vui mừng. Gloria lúc này có thể yên tâm rời khỏi nơi đây. Video tóm tắt phim xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.